Ông Hồ Văn Hồng, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1971, quê quán phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành tài chính tiền tệ thuế, thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Chức vụ hiện nay, phó bí thư thường trực thị ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Trảng Bàng. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành những mục tiêu đề ra như sau. Một là thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu hội đồng nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian gặp gỡ tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn về cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri đến hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp để có những giải pháp giải quyết kịp thời cho cử tri. Hay là với chương trình phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh và của thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 Tôi có trách nhiệm cùng với tập thể cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua và tập trung khắc phục những khó khăn, khai thác tốt nhất tiềm năng lợi thế để phát triển. Tranh thủ các thời cơ cải thiện môi trường đầu tư để kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, đường liên tuyến kết nối vùng N8 787B 789, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn như dự án trung tâm logistics cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh, dự án đường dây 500 kV Đức Hòa Chân Thành, dự án khu công nghiệp Phước Đông Bời Lời giai đoạn 3. Gắn kết trảng bàn trong chuỗi khai thác các loại hình du lịch sinh thái của tỉnh, quan tâm hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước, cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, quan trọng hơn hết là phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống của người dân, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng thực thi công vụ của bộ máy cán bộ công chức, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Ba là thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp để thường xuyên lắng nghe, chia sẻ những vấn đề cử tri quan tâm, tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Nhân dân và thực hiện quyền chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề của cử tri, cũng như đề xuất kiến nghị những vấn đề được cử tri gợi gắm, giao phó. Bốn là không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí quan liêu hách dịch cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật